Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ chứng minh, kính bạch thầy trụ trì, kính bạch quý thầy và kính thưa quý Phật tử. Hôm nay ngày 10 tháng 8, đầy đủ nhân duyên chúng con lại lên đây tâm sự đôi lời với đại chúng trong giờ điểm tâm sáng. Thưa đại chúng, Đạo Phật đã tồn tại 26 thế kỷ. Nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng và Đạo Phật dựa trên hai nền tảng, đó là từ bi và trí tuệ. Từ bi thường hay gọi là tình thương, và trí tuệ thì thường hay gọi là sự hiểu biết, tức là dựa trên tình thương và sự hiểu biết. Nhờ hai nền tảng này, Đạo Phật đã giúp cho nhân loại có những thành tựu mà không thể nghĩ bàn. Đạo Phật không thừa nhận một đấng sáng tạo có quyền ban phước và giảng hòa cho tất cả mọi loài. Như trong Kinh Pháp Cú số 165, Đức Phật đã dạy: tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Và hôm nay chúng con xin được kể và so sánh hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là Ngài Vô Não. Nhân vật này có từ thời Đức Phật và được kinh điển ghi chép lại. Nhân vật thứ hai đó là Chí Phèo, một nhân vật trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao ở thời hiện đại và ở Việt Nam. Hai nhân vật này có những cái điểm tương đồng với nhau. Thứ nhất là lúc đầu đều là những người lương thiện, sau bị hãm hại và trở thành những người ác. Tuy nhiên kết quả thì lại khác nhau. Kết quả của Ngài Vô Não thì nhờ gặp được Đức Phật, còn kết quả của Chí Phèo thì không có Phật pháp nên bị đọa lạc. Chí Phèo là một anh thanh niên khỏe mạnh, mặc dù mồ côi, và đi ở cho nhà Bá Kiến. Bà vợ bá của Bá Kiến thì hay ốm vặt, mà mỗi lần ốm vặt thì nhờ Chí Phèo vào bóp chân đấm lưng, như thế mới khỏe. Và bằng một cách nào đó Bá Kiến cho Chí Phèo đi tu. Còn về Ngài Vô Não thì Ngài đi học với một ông thầy ngoại đạo. Có chỗ nói thì bị bạn bè ganh ghét, có chỗ nói thì bị vợ của ông thầy ngoại đạo này để ý. Nhưng dù sao thì ông thầy ngoại đạo này ông ác hơn Bá Kiến. Ông nói với Ngài Vô Não là: con là đệ tử xuất sắc của ta, ta có một pháp cao siêu muốn truyền lại cho con. Nhưng mà muốn học được cái pháp này á, con phải hơn người, gọi là phải làm một pháp siêu nhiên, siêu nhân, tức là phải đi diệt 1.000 người và lấy ngón tay sâu thành một cái vòng chuỗi. Điểm giống nhau á, là khi Chí Phèo đi tu về thì cả làng ai cũng xa lánh. Trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao viết là Chí Phèo đi đến đâu thì chỉ nghe tiếng chửi nhau và tiếng chó sủa. Còn Ngài Vô Não thì đi giết người. Mọi người thì không dám đi một mình, không dám vào rừng. Và người ta đặt cho tên sát nhân này là Angoli Mala. Angoli nghĩa là những ngón tay, còn Mala nghĩa là vòng hóa, tức là
vòng hoa làm bằng những ngón tay. Chị Phèo thì sau khi làm những cái điều ác, nào là rạch mặt ăn vạ, uống rượu, chửi nhau. Cuối cùng thì đến nhà bà Kiến và đấm chết bà Kiến, rồi tự sát. Trên đường đến nhà bà Kiến thì chị Phèo la lên: ai cho tao lương thiện? Còn ngài Vô Não, khi mà giết được 999 người và có cơ hội để giết mẹ mình cho đủ 1.000 người, thì Đức Phật xuất hiện và Đức Phật đã hóa độ được ngài Vô Não nhờ những công đức từ nhiều đời nhiều kiếp trước mà ngài Vô Não đã gặp được Phật pháp. Còn chị Phèo thì không. Giả sử như chị Phèo biết được Phật pháp, biết được kinh Phật cú, biết được bài kệ 165, tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai, không ai thanh tịnh ai, thì chị Phèo cũng không la lên là ai cho tao lương thiện. Và với một cần tử nghiệp cực xấu như thế, chắc chắn chị Phèo sẽ bị đọa lạc, vừa giết người vừa tự sát mà vừa có tâm sân hận, giống như bài kệ Phật cú 17: nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than rằng ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Còn ngài Vô Não thì nhờ gặp được Đức Phật, được Đức Phật hóa độ, và tất nhiên cũng phải trả những cái nghiệp ác của mình. Những cái nghiệp ác mà trả thì nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn. Thứ nhất là do ngài đã xuất gia và được vua Ba Tư Nặc ân xá. Tuy nhiên khi mà ngài đi khất thực á, thì vẫn bị dân làng, người dân họ ném đá, họ đánh đập. Mỗi khi đi khất thực thì sứt đầu mẻ trán, bạt phở, y rách. Nhưng Đức Phật dạy rằng: này Agulimala, hãy kham nhận những nghiệp mà con đang nhận, so với cái nghiệp ác con đã tạo thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta may mắn biết đến Phật pháp, được thân người, được có ý thức rõ ràng, giống như trong kinh Phật cú 182: khó thay được làm người, khó thay được sống con, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Nay chúng ta đã được làm người, được lục căn đầy đủ và đã biết đến Phật pháp. Tuy cái phước gặp Phật thì không có, nhưng mà gặp được Phật pháp thì chúng ta còn có. Vậy có khi nào mà chúng ta để trở thành như chị Phèo hay trở thành như ngài Vô Não? Chị Phèo thì bị đọa lạc cho cả cái cần tử nghiệp rất xấu của mình. Còn ngài Vô Não thì do cái công đức tu tập từ nhiều kiếp đến kiếp cuối cùng được gặp Đức Phật và được Đức Phật hóa độ. Tất nhiên chúng ta tu thì mỗi kiếp tích lũy một chút, đến khi viên mãn thì sẽ được giác ngộ giải thoát. Thời gian đến đây cũng đã hợp lý. Chúng con xin được kết thúc bài nói chuyện ở đây. Lời cuối, chúng con xin kính chúc đại chúng luôn tinh tấn tu tập, vững bước trên con đường đến sự giác ngộ giải thoát mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.